Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ về lệ phí thi quốc tịch Mỹ, bao gồm nội dung là lệ phí mọi người phải trả và có những trường hợp đặc biệt nào cho người lớn tuổi. Thêm một cái nữa là chia sẻ về cách xin giảm và miễn lệ phí thi quốc tịch Mỹ. Trước tiên, để biết cái lệ phí thi quốc tịch thì bạn vào trang web này theo cái mũi tên đỏ đầu tiên đấy. Rồi, tiếp theo khi vào được trang web này thì bạn click vào cái mũi tên đỏ thứ hai ở đây. Thì nó sẽ ra thông tin về lệ phí thi quốc tịch cho bạn biết. Thì ở đây, lệ phí điền đơn thi quốc tịch là 640 đô. Cái thứ hai là lệ phí lấy dấu vân tay. Và tổng cộng là bạn phải trả là 725 đô. Thì hiện tại là 725 đô, nhưng có thể là trong thời gian tới nó có thể là thay đổi. Nên là bạn nên vào trang web để check có thực là lệ phí thực sự là bao nhiêu. Rồi, mình nói về những trường hợp ngoại lệ. Thì 75 tuổi trở lên, bạn không cần trả tiền lấy dấu vân tay, thì chỉ nộp là 640 đô thôi. Cái thứ hai là miễn lệ phí thi quốc tịch cho những người phục vụ trong quân đội. Mình xin chia sẻ về cái xin giảm và miễn lệ phí. Thì mình có làm hai cái video. Cái đầu tiên này là xin giảm lệ phí thi quốc tịch. Cái video thứ hai là xin miễn lệ phí thi quốc tịch Mỹ. Thì cái hai cái video này mình đã nói rất là cụ thể về điều kiện, về cách nộp và cách điền đơn để xin giảm hoặc miễn lệ phí. Thì các bạn tìm hai cái video này để xem nhé. Và bây giờ mình muốn nói sơ qua về cái giảm và miễn lệ phí thi quốc tịch này. Cái đầu tiên là xin giảm lệ phí. Thì bạn phải điền đơn là I-942 và lệ phí bạn phải đóng là 405 đô. Thì bình thường là bạn đóng 725 đô, thì bạn nếu được giảm á, thì bạn sẽ giảm 640 còn 320. Nhưng tiền lấy dấu vân tay thì không đổi, nên tổng cộng là bạn phải trả là 405 đô ở đây. Và cái đơn I-942 này bạn phải nộp cùng đơn thi quốc tịch Enforced. Khi mình làm cái video về xin giảm và miễn lệ phí thi quốc tịch thì có nhiều bạn hỏi là ô mình đã nộp cái đơn Enforced rồi thì có thể xin giảm và miễn lệ phí được không? Thì mình xin nói ở đây bạn không thể nộp cái đơn xin giảm và miễn lệ phí được nữa, bạn phải nộp cùng cái đơn Enforced. Rồi, bây giờ mình nói về điều kiện để xin giảm lệ phí. Thì bạn vào trang web theo cái đường link này. Thì ở đây họ có nói điều kiện để xin giảm lệ phí thi quốc tịch. Và mình sẽ nói rõ hơn. Thì điều kiện xin giảm lệ phí thi quốc tịch. Thì ở đây họ tính là cái thu nhập của bạn phải lớn hơn 150 và nhỏ hơn 200% theo cái thu nhập nghèo của chuẩn liên bang. Thì dựa vào cái số người trong cái hộ gia đình của bạn thì bạn cứ nhắm qua. Ví dụ nếu gia đình bạn có 4 người thì bạn nhắm qua đây. Thì cái thu nhập của bạn nằm trong cái khoản này á, thì bạn có thể nộp đơn xin giảm lệ phí thi quốc tịch. Thì ngoài ra có bang Alaska này, thì có mức tính chuẩn cái nghèo này khác, và bang Hawaii nữa. Cái tiếp theo mình muốn chia sẻ là xin miễn lệ phí thi quốc tịch. Thì bạn phải điền đơn I-912 và lệ phí thì bạn không cần đóng. Và cái cuối cùng bạn phải nhớ là nộp cùng đơn thi quốc tịch Mỹ Enforced. Về điều kiện để xin miễn tiền thi quốc tịch Mỹ, thì bạn, vợ hoặc chồng của bạn hoặc chủ nhà sống cùng bạn đang nhận cái lợi tức là Mean Test. Và dựa vào cái ô này, nếu bạn nhận được những cái chương trình lợi ích này, thì bạn có thể xin được miễn tiền thi quốc tịch Mỹ. Cái thứ hai là mức thu nhập hàng năm của gia đình bạn bằng hoặc thấp hơn 150% theo mức quy định về chuẩn nghèo của chính phủ liên bang. Thì để chứng minh cái này thì bạn phải gửi hồ sơ khai thuế cho họ biết. Thì đây là cái bảng về cái chuẩn nghèo thu nhập của liên bang, thì hồi mình cũng đã cho các bạn thấy. Thì từ nhỏ hơn 150% thì tính như sau. Thì dựa vào số người trong hộ gia đình của bạn thì bạn cứ dám qua thôi. Rồi có bang Alaska và bang Hawaii thì có một số khác. Nếu bạn sống trong hai bang này thì bạn dựa vào cái bảng này. Cái điều kiện tiếp theo là bạn hiện đang gặp khó khăn về tài chính khiến bạn không thể trả phí nộp đơn.
bao gồm các hóa đơn y tế cao hoặc về mất việc làm. Rồi cách cuối cùng mình muốn chia sẻ là cách trả lệ phí. Nếu bạn điền đơn online thì bạn chỉ trả tiền online thôi, thì bạn chỉ nhập vào credit card hay là debit card của bạn vào. Rồi nếu mà bạn điền cái đơn Enforce giấy đấy, thì bạn có thể trả bằng money order, rồi những cái check hoặc là credit card, thì nếu credit card thì bạn phải điền cái form J1450 này. Rồi về cái check thì mình xin lưu ý một số vấn đề. Cái đầu tiên là bạn phải ghi cái ngày mà bạn viết cái check này. Cái thứ hai là nơi bạn muốn gửi tới thì bạn phải điền cái chữ này. Và đây là số tiền thì bạn phải ghi ra, ghi cái số tiền này ra. Thì cái số năm này thì bạn phải ghi là bạn apply cho cái N400 với cái là lấy dấu vân tay ở đây. Rồi cái số 6 là bạn phải ghi tên của bạn vào. Đấy là chia sẻ của mình về lệ phí thi quốc tịch Mỹ và những trường hợp đặc biệt để giảm và miễn lệ phí và cách nộp lệ phí như thế nào. Thì hy vọng rằng cái video này hữu ích cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube để chờ xem những cái video tiếp theo của mình nhé.